Cũng trong chiều ngày 5 tháng 10 theo giờ địa phương tại Paris, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự diễn đàn kinh tế pháp ngữ trao giải thưởng doanh nghiệp pháp ngữ tiêu biểu cho tập đoàn FPT Việt Nam và công ty Made for a Woman Madagascar. Giải thưởng diễn đàn kinh tế pháp ngữ nhằm vinh danh những doanh nghiệp cá nhân tiêu biểu trong các ngành, lĩnh vực khác nhau. Đại diện lên nhận giải, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, kiêm Tổng Giám đốc FPT Software chia sẻ FPT rất vinh dự khi nhận được giải thưởng từ diễn đàn kinh tế Pháp ngữ. Đây là sự ghi nhận đầy ý nghĩa cho những nỗ lực và đóng góp không ngừng của FPT dành cho khối Pháp ngữ. Thay mặt tập đoàn FPT, ông Phạm Minh Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ Việt Nam cùng đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Nhờ có sự hỗ trợ và định hướng vững vàng từ các cấp lãnh đạo, FPT đã có được sự phát triển toàn cầu hóa mạnh mẽ, vươn ra thế giới trong suốt 25 năm qua. Chính sự đồng hành này đã giúp FPT tự tin khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, đặc biệt là tại các quốc gia Pháp ngữ. Nên nhận giải thưởng là bà Aylen Akbarali, người sáng lập công ty Made for a Woman, một doanh nghiệp của Madagascar. Đây là doanh nghiệp xã hội do phụ nữ lãnh đạo và tập trung vào phụ nữ nhằm trao quyền cho các nghệ nhân tại Madagascar. Phát biểu tại sự kiện, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng pháp ngữ. Việt Nam luôn tích cực triển khai các mục tiêu tổ chức pháp ngữ, đóng góp vào sự đoàn kết và phát triển của tổ chức pháp ngữ. Chúc mừng những thành công của giải thưởng diễn đàn kinh doanh pháp ngữ và chúc mừng hai doanh nghiệp được nhận giải thưởng lần này. Tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc các doanh nghiệp được nhận giải thưởng năm nay chính là sự tôn vinh sự năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tôn vinh phái đẹp và tôn vinh cuộc sống của con người. Tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc doanh nghiệp FPT của Việt Nam được nhận giải thưởng năm nay một lần nữa chứng minh sự tích cực và chủ động tham gia của Việt Nam trong cộng đồng pháp ngữ.